trường phổ thông dân tộc nội trú huyện Nam Giang có hơn 300 học sinh đồng bào dân tộc thiểu số. Ngoài việc được miễn học phí, các em còn được nhận học bổng bằng 80% mức lương tối thiểu để nấu ăn hàng ngày. Không chỉ hưởng lợi từ các chế độ chính sách của nhà nước, các em còn nhận được sự quan tâm, dìu dắt của thầy cô. Con còn được nhà nước hỗ trợ cho việc ăn, ở và dụng cụ học tập được cấp phát từ đầu năm như sách, vở, bút và còn nhiều thứ khác nữa. Ngoài các tiết học chính khóa ra thì các thầy cô còn tổ chức cho các tiết học phụ đạo và tự học tối. Mô hình trường phổ thông dân tộc nội trú tuyến huyện, giáo viên cũng được hưởng những chế độ đặc thù. Trong đó, hưởng theo Nghị định 27 của Bộ Giáo dục Đào tạo, chế độ trách nhiệm, công tác nội trú, phụ cấp ưu đãi 70% lương. Đảng và nhà nước ta thì luôn quan tâm và dành sự quan tâm đặc biệt đối với về chế độ chính sách đối với người lao động, đặc biệt là cán bộ, giáo viên, nhân viên, nhà giáo, công tác ở miền núi, ở những ngôi trường chuyên biệt, trường phổ thông dân tộc nội trú. Chất lượng học tập của em thì tỷ lệ học sinh giỏi là chiếm tỷ lệ 33,2%, học sinh khá là chiếm tỷ lệ 55,2% và không có cái trường hợp nào học sinh yếu kém trong năm qua. Và cái tỷ lệ đổ vào cái tốt nghiệp trung học cơ sở năm qua thì đạt tỷ lệ 100%. Và đặc biệt hơn nữa thì cái đầu ra của trường là thi vào cái lớp 10 trường phổ thông dân tộc của tỉnh. Thì năm qua thì có 107 em thi dự thi và đổ vào trường nội của tỉnh là 78 em, chiếm tỷ lệ 72,9%. Những năm gần đây, ngoài các chế độ chính sách của nhà nước, Quảng Nam cũng đã hỗ trợ hàng trăm tỷ đồng cho giáo dục miền núi, mà đối tượng thụ hưởng là các thầy, cô giáo, học sinh nội trú bán trú. Sự quan tâm động viên kịp thời của Đảng, nhà nước, tinh thần hết mình vì đàn em thân yêu, cộng với quyết tâm của học sinh là điều kiện tốt để chất lượng giáo dục miền núi Quảng Nam không ngừng nâng lên.